Quý vị và các bạn thân mến, đây là công tác phun phòng trừ dịch bệnh của trại chim Vũ Văn Thao thuộc địa chỉ xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Chuyên cung cấp chim cu non, chim cu giống, chim cu bố mẹ và chim cu khách, cu mồi và các loại về chim cu. Alo, trên đây là cái công tác mà bác công nhân làm công để chăm sóc cái trại chim của mình. Thì với cái lượng chim rất là lớn, là mình bản thân mình cũng vừa phải tiếp khách, vừa phải làm một số những công tác khác, thì phải có công nhân làm việc riêng cho mình. Thì những con chim hồng như này là giống rất là hiếm có, thỉnh thoảng nó mới có được những con đột biến, hoặc là những con nó ra được những con chim hồng như này thì rất là quý. Anh em ở trong Sài Gòn thì mua rất thích những con chim này. Đấy, anh em ở trong trong miền 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 Nam thì những cái lúc mà nó xuống ổ, mà cái tầm này là mình đã bón được khoảng 4 ngày nay rồi, lúc xuống ổ là nó còn chưa đầy đủ lông. Thế nhưng mà như con chim như thế này thì là mình bón được khoảng 4-5 ngày hôm nay thì nó đã kín lông. Tất nhiên là nó cũng đang học mổ. Đó, ở dưới, bên dưới là một cái bóng sưởi. Bóng đấy thì các bạn mua là bóng dây tóc, nó không hay bị rụng. Khoảng 40.000 trên thị trường. Các bạn nên làm sàn như thế này để chim nó không bị kiến, không bị chuột. Đấy, thì bên mình thì cái thế mạnh là ra những cái chú chim non ngộ nghĩnh như thế này. Và các bạn nên mua những cái chim ở giai đoạn như này, các bạn về bón khoảng một tuần nữa là chúng có thể là biết 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 mổ, biết ăn. Đó. Thì đây là những cái chuồng ô chuồng. Đó. Những cái chuồng hình trái tim này thì các bạn làm bằng lưới xanh, khung sắt và tôn xanh. Đó. Một số cái khay xốp đấy là cái rau để cho chim ăn, chim sinh sản. Đó. Ví dụ đây là một con chim chim mà điển hình cho những con chim ở trại chim của mình. Thì con chim này thì nó khá là thuần thôi, mình đứng gần này mà nó cũng không không sổ. Cái ưu điểm của loài này thì mãng cũng phấn hồng, và đặc biệt là nó cườm rất là đẹp. Cái bộ của nó thì cũng khá là to, có thể nói là to, mà đặc biệt giọng của nó rất là chín, rất là âm, rất là âm, giọng giọng nó như kiểu một số vùng quê gọi là thổ sấm đấy. Nhưng mà có một thỉnh thoảng thì có những con nó cũng không phải là sấm quá, nghĩa là thổ đồng đó. Thì những con chim như này thì nó là nuôi thì nó sẽ thành chim khách. Đó. Nó sẽ bảo được. Đó. Thì những con chim này thì nó cũng mới lên được thôi, chứ cũng chưa phải là già chim lắm. Đó. Đấy, các bạn nhìn thấy những con chim nó khỏe mạnh, nhanh nhẹn như thế này thì mới rất là thích. Đó. Thì ở đây thì ở quê thì chúng ta cũng tận dụng những cái dưới những cái bóng cây, những cái tán cây thì chúng ta nuôi chim thì nó cũng mát. Nuôi chim thì đương nhiên là phải có cây. Đó. Thì hiện bây giờ thì cũng có những cái nhu cầu về chơi chim thì cũng cao. Và một số các anh em thì chơi phong lan. Đó. Đây là những con chim mà cô nuôi là để thành khách. Đó. Ô này là chim chim sinh sản. Hai con dưới là hai con bố mẹ. Đó. Hai con trên là hai con chim non. Đó. Một con nhìn rõ, một con này là đầu nó hơi khuất khuất ở cái vành rổ. Đấy. Đây thì các anh em nhìn thấy thì các anh em đó.
ở trong thì để mọc tự nhiên. Đó. Đây là những cái rau để cho chim ăn, để kích dục chim ăn để sinh sản. Các bạn nên để những cái máng ăn, đây là cám bón, cám này để dùng xin anh để bơm bơm cho chim. Đó. Đó, xin anh đó, thì các bạn dùng cái xin anh 10 và gắn một chút ở cái đầu bằng cái ống nhựa mềm. Đó. Đây là con chim hồng và con chim mơ, một con hồng và con mơ, sau này nó sẽ mơ ở cằm, ở cổ, ở mắt. Thì các bạn có nhu cầu mua chim non thì gọi cho mình cái số điện thoại là 01 63 530 9 82. Với những con chim non thì cái giá thành của nó dao động từ 500 600, nếu như theo cái tiêu chí rộng thổ thì đấy, các bạn nhìn rất là nghịch ngợm đúng không? Vào là bắn. Thì thực ra mình cũng nuôi khoảng 10 con chó, lắp hệ thống camera, hệ thống báo trộm và một cái nhà ở giữa vườn và thuê người trông nom chăm sóc. Đấy, hiện giờ thì cái nhu cầu về chơi chim và chơi phong lan thì cũng nhiều, và một số anh em thì cũng hay bị mất chim, mất phong lan. Là cái công tác chúng ta làm cái gì mà chúng ta không bảo vệ thì thường cũng sẽ bị thất thoát, mà bị thất thoát rồi chúng ta cũng sẽ chán nản, chúng ta không muốn làm. Vì các bạn có thể thấy là những cái đôi bố mẹ này thì cũng là rất là thuần chủng. Nó con trống thì đang ăn, con mái thì con mái thì đang ấp đó. Thì anh em mình chia sẻ clip này cũng để cho anh em, những người yêu con chim cô gáy có thể phần nào định hình ra được cái không gian, cũng cách thức, một số cái kinh nghiệm đi vào thực tế để chia sẻ với cộng đồng mạng. Và hy vọng rằng mọi người cũng sẽ hết sức là yên tâm và cũng nên tin tưởng. Đó. Mình mỗi một chuồng mình đánh số như thế và gắn phiếu. Trên cái phiếu đó mình ghi để mình theo dõi. Mình vào sổ trên sổ nữa. Mình được số lượng nó nhiều. Vài trăm ổ. Nên là chúng ta cũng không thể bằng máy móc, bằng thánh thần gì mà nhớ hết được. Nên chúng ta phải ghi chép lại. Mà chỉ có cái thống kê với lại ghi chép thì mới các bạn mới có thể nào đổi mới được, mới biết được, mới theo dõi được. Đó. Thì ở đây thì quỹ đất của mình khá là rộng. Chiều dài cái này là 100 mét, chiều ngang của nó là 8 mét. Đó. Thì để chúng ta vừa hạ thổ, vừa mái che, vừa trồng dàn ở trên bổng, vừa nuôi gà, vừa trồng rau, vừa chăn chim cu. Nó cũng rất là yên bình. Cuộc sống rất là tao nhã các bạn ạ. Đó. Đây là công tác phun. Phun thì cái thuốc này thì là thuốc đặc chủng của bên mình, thuốc ngoại. Cái phun này thì nó sẽ phòng được một số những cái bệnh đau mắt, bệnh đi ỉa, bệnh nấm, rồi một số cái bệnh khô chân. Thì công tác phòng hơn chữa các bạn nhé. Các bạn nên phun định kỳ, nếu như bạn nuôi nhiều các bạn nên phun định kỳ. Định kỳ khoảng 3 ngày một lần. Cái phun này thì cái thuốc ngoại này nó không có tính độc hại gì cả. Nếu như các bạn bị chim mà có mắc bệnh thì các bạn pha với tỷ lệ vừa phải nhạt vào nước uống, chim cũng khỏi bệnh. Đấy, thì các bạn nhìn thấy đây là cái nhà quê ta thì gọi là cái nều, cái chòi. Đầu tư một cái chòi này cũng cũng tương đối đó, làm rất là công phu, toàn bằng kẽm, bằng sắt tất à. Ở dưới thì làm cái giàn để trồng rau, rau sạch, rau cho chim ăn, trồng phong lan, tạo bóng mát. Đấy. Ở trên thì anh em trông nom ngủ nghỉ ở đó. Hôm nào mát rời thì làm con gà luộc lên đây mình ngồi đàm đạo về chim. Anh em nào đến thăm trang trại thì có thể là
được ngồi ở trên cái chòi này. Đó, thì các bạn xây như thế này nhá, thì không bị rắn, không bị chuột. Đó, và cứ tầm 3 mét các bạn làm một chuồng chó như thế này. Và mỗi một chuồng thì bạn để 2 con. Thì chó đàn thì nó cũng rất là khôn. Rất là bảo vệ rất là tốt. Đó. Thì các bạn cứ làm, thì các bạn để ý thì các bạn sẽ có được những cái thành quả nhất định. Cái lưới đen kia thì các bạn dùng để một là che để cho chim nó ấp, nó không hở hang nộ liễu, nó thấy người qua lại nó không bỏ ấp. Cái thứ hai là nó sẽ giảm được cái nhiệt độ nắng buổi chiều nó hắt xuống. Đấy. Thì nhiệt độ nó nóng quá thì chúng ta có thể kéo cái lưới đen này xuống. Đó. Thì bên mình thì cũng có rất nhiều những con chim cú khách theo cái nối giọng rất là hay, đặc biệt là chim bố mẹ. Chim bố mẹ sinh sản thì thường mình bán khoảng 2,5 triệu một cặp. Đó. Thì sau khi mình đã test, mình đã kiểm tra và nó đã đẻ cho mình được một 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 hai ba nữa rồi, thì mình sẽ nhượng lại cho các bác, đặc biệt là các bác cao tuổi, 40-50 tuổi. Vừa rồi mình bán rất nhiều cho các bác 40-50 tuổi, thì các bác về hưu rồi, các bác mang, có thể các bác có một con chim trống hay là có một con chim mái để mang lên tham quan, thì mình cũng sẽ đổi cho, mình sẽ lấy chim trống chim mái của các bác mình sẽ ghép sau, và mình sẽ để lại cho một đôi bố mẹ đang sinh sản của mình. Thì với cái chi phí nó có thể là giảm bớt đi so với cái mức 2,5 triệu. Đó. Thì các bạn đậy tấm vào lô lên trên để cho nó khỏi bị ướt tổ, bị ung trứng. Đó. Thì ở đây là mình có lắp cả wifi, cả camera. Đó. Mà nằm bằng sàn. Đó. Có làm rất là chắc chắn bằng tôn xốp và thoáng. Đây là đang thiếu cái phần nắp kính. Kính thì ở trong nhìn ra được, nhìn ngoài nhìn vào chẳng đâu có thấy gì đâu. Đó. Thì mình làm chòi cao lên thì mình bao quát xung quanh, làm công tác gọi là phòng những cái người mà hay rình rập để tấn công cái những con chim của mình. Đó, thì để tăng gia sản xuất thì các bạn nên thả một vài con gà rừng, một con gà chọi, một con gà tre, nó thêm cái màu sắc cho cái vườn của các bạn. Và bà thờ trong quá trình chim nó ăn rơi vãi ra, hoặc mình đi cho ăn rơi vãi ra, thì tận dụng cái số thức ăn dư thừa đó để nuôi một vài con gà cải thiện bữa ăn. Ở đây thì gà thì nó rất là dân dã. Mình có mấy con gà rừng, mấy con gà chọi thôi, mấy con gà thái, gà tre nữa, thì cứ thả chạy vào lòng vòng quanh nha. Thì ở trên phần trên này các bạn làm cái mái, một là để cám, để thức ăn, để đồ đồ bình thuốc, để một số những con chim khách ở đây, những con chim các bạn để lồng nó không bị mưa. Thì quý vị các bạn thân mến, hy vọng là các bạn sẽ đăng ký kênh và đặt hàng của bên mình, nơi trại chim duy nhất ở miền Bắc, uy tín chất lượng. Số điện thoại liên hệ là 01 63 53 05 982. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại.